thế thì cho nên một người để mà thâm nhập được kinh thập thiện này chúng ta phải tin chắc nhân quả phải tin sâu nhân quả thì đại chúng thấy nói nhân quả thế thôi chứ không phải dễ cái này sư phụ cũng chia sẻ với đại chúng rồi chúng ta nói nhân quả thì rất dễ nhưng mà thực sự tin được nhân quả không phải dễ chúng ta rất dễ bị lung và chúng ta có cảm nhận hình như nhân quả không đúng Tại sao ở đời có nhiều người nó ác thế mà nó lại sướng thế? Không? thế? Có nhiều người hiền lành, chân chất thì sao lại khổ thế? Không? Thế là mình không tin. Có nhiều người rất là ác, rất là xấu, rất là tệ, mà sao lại sống sung sướng, giàu sang phú quý sung sướng thế? Mình thấy rõ. Nên có người rất là chân chỉ, rất là hiền lành, ngoan ngoãn và đạo đức thì sao lại khổ thế? Mình thấy như nhân quả nhưng không đúng hay sao? cũng chính vì cái lẽ này cho rất nhiều người không tin có nhân quả, không tin nhân quả, nhân quả sao lại thế? ấy Vì sao họ không hiểu được cái, cái nhân quả mà Phật giáo chúng ta thấy là nhân quả ba thời, thời quá khứ trong tiền kiếp quá khứ, thời hiện tại và thời tương lai. Wow. Các cái nhà triết gia trên thế giới, ấy, họ cũng nói về nhân quả nhưng họ cũng chỉ biết nhân quả một đời này thôi đại chúng chỉ biết nhân quả trong cái đời hiện tại thôi họ nói trong một đời này thôi chứ cũng không biết nói không thể nói quá hơn được vì cái thấy biết của họ chỉ trong đời này như ngài khổng tử người ta hỏi ngài là sau khi chết thì như thế nào thế ngài bảo là bây giờ sống còn chưa biết này. còn đến lúc chết thì ta làm sao ta biết cái gì cho nên đừng nói về cái chuyện sau khi chết không biết chỉ có đức phật thôi và cái tuệ giác của đức phật cái thấy của ngài thấy xuyên suốt không gian và thời gian quá khứ vô lượng kiếp vì lai vô lượng kiếp ngài đều biết cho nên ngài mới thấy được nhân quả nó tường tận và, cho nên cái bậc sáng mắt ấy, bậc giác ngộ thì gọi là gọi là thấy rõ nhân quả Đấy, thấy rõ nhân quả biết rõ nhân quả hiểu rõ nhân quả thế còn chúng ta chưa sáng mắt thì chúng ta còn lầm mê về nhân quả À, nhưng chúng ta hãy tin để học kinh thập tiện chúng ta tin chắc là có nhân quả và nhân quả thật sự là chi phối tất cả chúng ta từ phàm phu cho đến thánh nhân không có ai ra ngoài cái luật nhân quả hết thưa đại chúng không ai ra ngoài nhân quả thế mà cái nhân quả của đạo phật thì nó không phải cứng nhắc cái mà gọi là nhân nào quả đấy à, thì nó cũng, cũng đúng mà cũng chưa đúng không hẳn như thế <laughs> vì nó còn có thêm một cái cái khâu bên cạnh nữa đó là duyên nhân nói đủ của Phật giáo ta là phải nhân duyên và quả Đấy. nhân do tác động của duyên cho nên có thể trở thành quả a hoặc có khi trở thành quả b chứ không phải cái nhân nào là chắc chắn là ra cái quả nấy quả có thể biến đổi do duyên tác động mà chính chúng ta tu tập là chúng ta đang chuyển duyên. Cái nhân mình đã gieo rồi. Mà bây giờ tu tập là ta chuyển cái duyên mới, tạo duyên mới để cho quả mới nó trổ. Nó không trổ cái quả đắng cho chúng ta mà có khi nó trổ thành quả ngọt. Đấy là do duyên chúng ta tác động, đấy, thưa đại chúng. Đó. Cho nên cái, cái hay của Phật giáo là thế cũng là nhân quả nhưng mà không, không cố định, không cứng ngắc như là các cái tôn giáo khác, các cái triết thuyết khác họ nói về nhân quả vào wow. đấy. ví dụ như là cái giáo phái về túc mạng luận ấy, thì họ cho là gì vận mệnh của con người chúng ta là đã được sắp đặt an bài hết rồi thượng đế an bài hết rồi không thể thay đổi được Đó. đấy thì gọi là cái, cái trường phái túc mạng luận mà họ cho là tất cả chúng ta là có số phận an bài hết không có thể thay đổi được cái đấy là sai đấy. nếu số phận đã an bài hết thì chúng ta chả phải làm gì cả chả phải phấn đấu làm gì rèn luyện làm gì cả chúng ta thấy cái quan điểm đó rất là sai ở đời chúng ta thấy rất nhiều người họ sinh ra ở một cái, cái địa vị rất là thấp nhưng mà do họ nỗ lực phấn đấu rèn luyện tu dưỡng mà họ trở nên trở thành một người tốt đẹp có một cái địa vị cao quý đấy đâu phải là, là số phận an bài có những người sinh ra là tàn phế như là Nick Vujic đại chúng thấy không? Đúng ra như thế là chỉ có ở nhà nằm nôi thôi, <laughs> không hai tay và không cả hai chân luôn. Đấy. Thế mà rồi trở thành một người nổi tiếng thế giới, đấy, truyền cảm hứng cho biết bao nhiêu người đấy. và, và kiếm được rất nhiều tiền từ những cái bài nói chuyện của anh ấy. đấy, anh Nick Vujic ấy, cái người mà không chân, không tay, ấy, chúng ta thấy. nào, không? Những người như thế chúng ta cũng thấy để đây cũng là một cái minh chứng cho cái việc con người ta có thể chuyển hóa cái số phận người ta được Đấy. và như vậy cái, 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 cái thuyết túc mạng luận này là không đúng nó con người sinh ra là có số phận an bài không đúng Đã an bài không đúng à, đó thế cho nên chúng ta để hiểu bài kinh thập thiện này thì tất cả chúng ta phải vững lòng tin nơi nhân quả tin chắc có nhân và có quả à, và nhân quả là một sự thật đối với Phật giáo chúng ta thì nhân duyên và quả wow. từ nhân đến quả phải có duyên nữa, Đó, phải có duyên nữa. đấy là cái phải vững tin thứ nhất để khi chúng ta học kinh thập thiện. cái điều thứ hai là chúng ta tin rằng thế giới này là có thiện có ác như lúc nãy sư phụ đã trình bày. nghe không? loài người chúng ta là phân ra có thiện có ác. Ừ. ở nơi loài người chúng ta có việc thiện và việc ác và việc thiện ấy thì sẽ cho cái, cái quả tốt lành an vui việc ác ấy thì cho cái quả đau khổ đấy chúng ta tin chắc là như vậy ừ. cái thứ ba là chúng ta tin rằng có nghiệp và có báo Nha. tin rằng có nghiệp có báo thì nghiệp báo cũng là một dạng nhân quả thôi nhưng mà nghiệp báo ở đây là nói đến đến loài hữu tình vào loài vô tình chúng sinh vô tình ấy, thì nó không có nghiệp báo như hòn đá cục đất cái cây nó là chúng sinh vô tình thì nó không có nghiệp báo nhưng còn chúng sinh hữu tình như loài người chúng ta như loài vật ấy, wow, có tình thức ấy, có cái cảm xúc ấy, đấy là hữu tình ấy. thì là có nghiệp và có báo chúng ta tạo nghiệp và chúng ta sẽ chịu quả báo của nghiệp đó đấy cũng là nhân quả nghiệp báo cũng là nhân quả thôi nhưng mà nói về khía cạnh hành vi tạo tác của chúng hữu tình hành vi tạo tác của chúng hữu tình thì tạo thành nghiệp và quả báo gọi là nghiệp báo và chắc chắn là có nghiệp báo không thể không có nghiệp báo được cũng giống như là nhân quả wow, đấy thì chúng ta tin chắc cái điều đó nhé và thứ tư chúng ta phải tin rằng có đời trước và có đời sau cũng giống như có ngày hôm qua có ngày hôm nay và có ngày mai à, người ta tin là như vậy nói có như thế tức là nói chúng ta nhận định chứ còn cái thật như hôm trước thầy phân tích ấy, thì tất cả đều chỉ là là hiện tại thôi chứ còn nói có đời trước hay đời sau gì thì cái đó là trong nhận thức của chúng ta thôi chứ còn bảo đem được cái đời trước ra đây mình không đem được đem ngày mai lại đây mình cũng không đem được mà tất cả nó chỉ là là hiện tại hiện nay giây phút hiện tại thôi nhưng mà trong tư duy của chúng ta thì chúng ta phải biết đúng là có cái sự việc đã xảy ra và sẽ có cái sự việc xảy ra phải không? Đấy, ví dụ như đoàn nhà mình này là đêm nay khởi hành đi ấn độ phật tử này và chắc chắn gọi là ngày mai sẽ có mặt ở ấn độ bảy giờ sáng mai đã có mặt ở ấn độ rồi phải không? Đấy, và đúng thế như vậy nó sẽ như vậy tức cái việc mình dự tính trước mặc dù cái việc ấy chưa xảy ra À, chưa xảy ra nhưng mà chúng ta cũng biết được nó sẽ xảy ra đấy gọi là tương lai thế thì chúng ta ở đây cũng thế chúng ta tin chắc là có đời trước của chúng ta và có đời sau của chúng ta có kiếp trước và kiếp sau đời quá khứ và đời tương lai đời quá khứ là trước khi chúng ta đầu thai vào bụng mẹ này này đấy là trước khi đó là chúng ta là thuộc về kiếp trước và khi mà chúng ta nhắm mắt buông tay ấy, làm bắt đầu sang đời sau rồi đấy, phải không? đến một ngày chúng ta nhắm mắt buông tay là về đời sau. và ta chúng ta tin chắc mà chắc chắn cái này thì thầy nghĩ ai tin thôi, phải không? Phật tử chúng ta thì dễ tin cái điều này lắm, phải không? phải có đời trước thì mới có đời nay chứ, phải không? nếu không có thì tại sao? Và nếu đời trước mình không là cái gì cả, làm sao mình đời nay lại có mặt ở đây được? không thể là từ con số không mà trở thành có được, phải không? Con số không thì có cộng một ngàn, một vạn con số không. Vẫn chỉ là số không mà thôi. Cho nên nhất khoát trước cái đời này chúng ta phải là một cái gì đó. Trước khi chúng ta vào bụng mẹ chúng ta phải làm cái gì đó rồi. Phải có. Thì rồi mới có mặt ra đời này. Đã? Trước khi mà là hòn gạch thì nó phải có đất rồi. Phải, không? phải có đất, phải đào được có đất. Mà trước khi có đất thì lại phải là cái gì nữa. Đó. Chứ không thể nào từ con số không thành thành có được Đại chúng nhớ như thế nhé à, chúng ta biết rất rõ không thể nào mà không mà thành có mà đây là một cái điều rất là rõ ràng nó phải là cái gì đó để chúng ta trở thành như bây giờ à, thế rồi mai mốt chúng ta cũng không thể từ có lại trở thành không hoàn toàn à, không thể trở thành không hoàn toàn người ta bảo chết rồi là hết đấy là quan điểm của dân gian thôi và thực sự đấy gọi là tà kiến đấy đối với đạo phật mình chết là hết tức là tà kiến gọi là đoạn kiến ấy. chết là hết không còn gì đấy là đoạn kiến và chúng ta biết là chết thì tiếp tục tái sinh kiếp sau còn kiếp sau của chúng ta nữa và nhiều kiếp nữa wow. đó thì chúng ta hiểu được tin được như vậy thì chúng ta không lạc vào tà kiến và có như vậy chúng ta mới có thể học kinh thập thiện được nhé đấy là cái điều thứ tư chúng ta phải tin và điều thứ năm chúng ta phải tin rằng là có các bậc thánh hiền và có phàm phu Nghe không? tin chắc như vậy mà có những bậc thánh đặc biệt cũng giống như sư phụ trước đây sư phụ nghĩ là không biết đức phật có thật hay không lúc mà chưa học phật pháp chưa tu mới nghe thế không biết đức phật có thật hay không hay người ta bịa ra một ông phật à, để cho mình tin để cho mình học theo thế nhưng mà khi mà tìm hiểu về đạo phật rồi tu học phật rồi và lại còn được, được sang tận nơi đất phật thì mình tin chắc đức phật là thật rồi à và con người Đức Phật là thật chứ không phải bỗng dưng một ai dựng ra được một cái nền giáo lý nó siêu việt như thế này. Nếu không có một con người siêu việt thế này thì không ai dựng ra nổi một cái nền giáo lý thế này. Vậy chúng, tất cả hệ thống tam tạng kinh điển toàn là những cái lời rất là siêu việt. Tôi nhất khoát phải từ những bộ óc rất siêu việt, từ những trí tuệ rất siêu việt. Đó, Đó mới ra được những cái bộ kinh điển như thế này. Đó. Thế và chúng ta biết chắc chắn là phải có. Và như Sư Phụ vẫn khát khao sao là trên đời này Có một con người nào thật là toàn thiện nhất Hoàn thiện nhất, tốt đẹp nhất Khao khát và đến khi tìm hiểu về Phật Pháp Thì biết rằng có Con người ấy đã xuất hiện rồi Đã từng đi trên mặt đất này rồi Có con người như vậy Toàn thiện như vậy rồi à, Chúng ta bây giờ là đi theo con đường Của, của người Đó Đấy, thì chúng ta tin tin là có thánh hiền và có phàm phu chúng ta đang là phàm phu nghèo nếu chúng ta tu tập tốt chúng ta cũng có thể trở thành các bậc hiền thánh hoàn toàn từ cõi người này chuyển hóa mà có thể thành đó thì đó là cái năm cái điều mà sư phụ nhấn mạnh để cho đại chúng hoặc à, các con nắm được chúng ta rất cần nắm chắc để chúng ta khi học vào kinh thập thiện chúng ta không bị những cái chướng ngại nó cản trở cái việc tiếp thu à, lời dạy của đức phật nghe không? Phải có đủ năm cái này thì chúng ta vào thâm, thâm nhập nó dễ dàng Đó, nhá. tin chắc về nhân quả tin chắc về nghiệp báo vào. tin chắc có kiếp trước kiếp sau tin chắc là có các bậc hiền thánh đó đấy thì chúng ta tin chắc những cái điều đó thì chúng ta sẽ tiến vào cái bộ kinh này nó không có gì khó đấy thì à, bài học hôm nay sư phụ giảng cho đại chúng cái phần mở đầu để chúng ta thứ nhất là chúng ta nắm được tên bài kinh này à, là Đức Phật thuyết về về mười cái điều thiện cái đường đi của 10 điều thiện gọi là Phật thuyết thập thiện nghiệp đạo kinh đấy. và chúng ta hiểu được phân định được cái thiện cái ác cái khó nhất để đại chúng phân biệt được thiện ác đấy và cái này phải dùng hàng ngày trong cuộc sống mỗi việc chúng ta làm xem nó có thiện ác không ở trong đấy không mình làm việc này là thiện hay là ác như thế nào thưa đại chúng khó đấy không phải dễ đâu nếu chúng ta biết phân biệt thiện ác trong từng việc làm thì rất là tốt chúng ta buông bỏ các việc ác và ta ta làm các việc thiện đúng như lời phật dạy vì việc thiện là nó tương đồng với chân lý ào, việc thiện nó tương đồng với chân lý và nó đi con đường việc thiện thì mới đến chân lý được còn đi con đường ác thì càng xa rời chân lý nó là như vậy đấy. mặc dù thiện ác hai cái là, là hai cặp phạm chủ nó đối ứng với nhau thế nhưng mà chúng ta phải hành thiện là như vậy vì thiện nó mới dẫn chúng ta đi đến được cái chỗ an lạc đạt được giác ngộ giải thoát một không ai có thể hành ác mà lại đạt được an lạc giải thoát cả không thể có đó nên chúng ta phải hiểu rất là rõ nhé cái bài kinh này và bài hôm sau thì chúng ta sẽ chính thức đi vào văn kinh bài hôm nay chúng ta sẽ tạm dừng ở đây à, sư phụ chúc tất cả các con trong câu lạc bộ nha tinh tấn hàng chăm chỉ học pháp để lợi ích cho mình không những đời này mà nhiều đời về sau ừ. chúng con kính bạch trên sư phụ Nhờ có tình yêu thương từ bi cũng như những bài học quý giá từ nơi sư phụ mà anh em chúng con đã được học hiểu và áp dụng thực hành vào trong cuộc sống, từ đó có rất nhiều các bạn trẻ đã có những sự chuyển hóa rõ rệt về các nghiệp, về học tập, thân bệnh, công danh sự nghiệp và đặc biệt là chuyển hóa về tâm mình khi tu học Phật pháp. Và do thời lượng chương trình của ngày hôm nay có hạn nên chúng con xin phép gửi đến trên sư phụ và toàn thể đại chúng hai trong số rất nhiều những câu chuyện chuyển nghiệp ạ. Và câu chuyện đầu tiên là sự nhiệm màu của Phật Pháp chuyển hóa nghiệp chỉ trong vài phút. Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, con kính bạch trên Sư Phụ cùng Chư Tăng Chùa Ba Vàng, con kính bạch cô chủ nhiệm câu lạc bộ Cúc Vàng, con tên là Nguyễn Hồng Trà Mi, Pháp danh Thuần Hỷ, năm nay con 21 tuổi, con sinh ra và lớn lên ở Yên Bái. Hiện tại con đang sinh hoạt tại khối Đống Đa, Hà Nội thuộc câu lạc bộ Tuổi Trẻ Ba Vàng. Hiện nay con là sinh viên năm thứ tư học tập tại một trường đại học y dược. Con thấy thật hạnh phúc khi con có duyên lành với phật pháp khi còn trẻ như thế này và đặc biệt hơn nữa là con được làm đệ tử của sư phụ người đã sinh ra con trong giáo pháp của như lai qua quá trình tu tập theo chùa theo câu lạc bộ tuổi trẻ con thấy bản thân con có rất nhiều sự chuyển hóa không chỉ trong tâm của mình mà con còn có rất nhiều lần đã tự mình thấy được sự nhiệm màu và vi diệu của phật pháp khi được chuyển hóa các hiện tượng bệnh trên thân của con chỉ trong thời gian rất ngắn và sau đây con xin phép được kể về ba lần chuyển hóa nhanh nhất của con chỉ trong vài phút đồng hồ đầu tiên là hết hiện tượng bóng đè khi ngủ hồi con còn chưa biết đến phật pháp lần đầu tiên con bị hiện tượng bóng đè từ lúc đó thân tâm con vô cùng sợ hãi con cảm nhận thấy giống như ai đó đang tác động lên con đè lên mình không cho thở rất đáng sợ dù muốn vùng vẫy để có thể bật dậy nhưng không thể làm cách nào tỉnh dậy được vì đã không thể làm chủ được mình cho đến khi tỉnh lại thì cơ thể con vô cùng mệt mỏi và bị ám ảnh. Ôi cảm giác đó đến bây giờ con nghĩ lại, con vẫn thấy đáng sợ. Có lẽ cũng nhiều người từng trải qua hiện tượng này giống như con. Nhưng điều đặc biệt, sau này khi con bắt đầu tu học Phật Pháp, con bị bóng đè nhưng lúc này con không còn cảm giác sợ hãi như trước. Tùy thân con có thể bị mất kiểm soát nhưng tâm vô cùng bình tĩnh và lúc đó con đã khởi lên rằng con thành tâm xin được Phật gia hộ, một lòng nương tựa tam bảo và cúng dường tam bảo xin được hồi hướng cho các vong linh tác động hiện tượng trên thân và sám hối các tội lỗi ác nghiệp đã tạo ra từ vô lượng kiếp cho đến bây giờ. Thật bất ngờ, ngay lập tức con không còn bị khó thở và hết hiện tượng bóng đè chỉ trong khoảng 1 đến 2 phút và ngủ ngon sau khi dậy, cơ thể con khỏe mạnh bình thường. Con cảm nhận thật quá vi diệu luôn ạ. À. Câu chuyện thứ hai của con là con bị đau đầu khi thi cuối kỳ. Đối với sinh viên như chúng con thì có lẽ mỗi khi kỳ thi cuối kỳ mọi người thường hay lo lắng và căng thẳng nên dẫn tới tình trạng cơ thể bị mệt mỏi mới gần một tháng trước đây con cũng có vào kỳ thi con cũng có những cơn đau đầu xuất hiện nhiều và cảm giác rất đau đớn quay cuồng khiến không thể nào làm được việc gì khác con không hiểu mình có bị mắc bệnh gì mà sao đến kỳ thi như bị cản trở thế này bây giờ nếu mình trong tình trạng này thì mãi không thể tỉnh táo và bình tĩnh tư duy ôn thi được rồi nếu cứ thế này thì làm sao đi thi được đây, còn lo lắng lắm ạ. À. Tuy nhiên, ngay sau đó con đã nghĩ ngay về Phật pháp nên con nghĩ rằng đây là nghiệp báo của bản thân mình đang phải trải qua và bây giờ đủ duyên thì oan gia trái chủ đến tác động lên mình thôi. Do đó, như một thói quen, điều đầu tiên con nghĩ đến đó chính là xin bạch lên Đức Phật và xin hồi hướng công đức từ việc làm phận sự của mình cũng như là hồi hướng sau mỗi thời khóa tu tập theo các chương trình câu lạc bộ tuổi trẻ phát động và con phát nguyện cúng dường tam bảo hồi hướng. Sư nhiệm màu lần nữa lại xuất hiện rất nhanh với con đã hết hiện tượng đau đầu, cơ thể khỏe mạnh trở lại và sự tập trung ghi nhớ ôn thi của con được cải thiện hơn rất rõ rệt ạ. Và cuối cùng là câu chuyện con bị đau bụng khi đến tháng. Cơn đau bụng kinh hành hàng tháng vốn luôn là điều ám ảnh đối với con. Và ngày đầu tiên đến tháng, những cơn đau bụng quặn lên theo từng đợt. Có những lần đau đến mức cơ thể toát mồ hôi lạnh, nước mắt cứ tự tuôn ra và nằm vật vã ở trên giường vì rất đau đớn. Con cũng đã từng uống thuốc Tây để hỗ trợ giảm đau, nhưng biết rằng nếu lạm dụng sẽ không tốt nên con đành cố gắng chịu đau để hạn chế dùng thuốc. Giờ đây, mỗi khi bị đau bụng đến tháng, con luôn hướng tâm bạch Phật sám hối, cúng dường tam bảo và hát bốn bài hát tán dương Phật Pháp mà cô chủ nhiệm hướng dẫn. Và như vậy cũng rất đặc biệt là chỉ sau khoảng 5 đến 10 phút thì con đã hết hẳn cơn đau bụng. hiện tại con đã không còn đau bụng dữ dội như trước. có tháng con còn không có hiện tượng đau bụng nữa ạ. con kính bạch trên sư phụ, chư tôn đức tăng ni và cô chủ nhiệm. không chỉ một lần mà bản thân con đã rất nhiều lần thấy được sự nhiệm màu của Phật pháp qua những chuyển hóa nghiệp bệnh khổ, hiện tượng bất thường trên thân và những lần như vậy, con thấy rằng sự chuyển hóa này không phải chỉ là sự may mắn mà là minh chứng của lời Phật dạy là hoàn toàn đúng pháp của ta đến để thấy, thực hành, đem lại kết quả thiết thực, phúc ngay trong hiện tại. Với một lòng biết ơn sâu sắc, con xin nguyện sẽ tinh tấn tu học, phụng sự tam bảo. Con xin thành kính tri ân trên tam bảo. Con xin tri ân trên sư phụ cùng chư tôn đức tăng ni chùa Ba Vàng. Và con cũng xin tri ân cô chủ nhiệm vì nhờ tu học theo sự sách tấn của cô chủ nhiệm mà con được hiểu sâu hơn về Phật Pháp, tinh tấn tu tập, hàng ngày biết gieo những hạt giống thiện lành trong tâm và làm các việc thiện theo đúng chánh Pháp. Đặc biệt có những sự chuyển hóa nghiệp cực kỳ vi diệu mà khiến con vô cùng bất ngờ ạ. Con xin gửi lời cảm ơn tới các bạn trong khối đống đa cùng các anh chị em trong câu lạc bộ tuổi trẻ đã luôn đồng hành và sách tấn, giúp đỡ cho mình trong suốt quá trình tu tập phận sự trong câu lạc bộ. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã dành thời gian lắng nghe bài chia sẻ của con ạ. Nam mô Phật bổn sư Thích Ca Mâu Ni. Và con kính bạch trên sư phụ thưa toàn thể đại, đại chúng thì sau đây con xin phép được đến với bài cảm nhận hạnh phúc số 2 ạ. À, câu chuyện số 2 mang tên Chuyển hóa nghiệp cản trở đường tình duyên, tăng trưởng hiểu biết về tình yêu nhờ tu học Phật Pháp. Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, con kính bạch trên Sư Phụ cùng Chư Tôn Đức Tăng Ni và cô chủ nhiệm câu lạc Bộ Cúc Vàng, con tên là Hoàng Thị Thảo Trang, là Phật từ trẻ hiện đang sinh sống tại Hà Nội. Nhân duyên con biết đến Phật Pháp xuất phát từ chính những nghiệp khổ của con trong tình yêu đôi lứa. Kể về hành trình đau khổ cho tới tận ngày biết đến chính Pháp, bản thân con đã đau khổ rất nhiều trong tình yêu ạ à. con đã gặp và tìm hiểu rất nhiều người nhưng chuyện tình cảm của con luôn dở dang con không đếm được với người mình yêu gặp hoàn cảnh trái ngang yêu đơn phương bị lừa tình có người đến tán tỉnh nhưng khi con bắt đầu siêu lòng thì người ta lại thôi không muốn nữa gặp phải người đa tình đến với con nhưng vẫn giữ mối quan hệ khác rồi con lại gặp cả những người đã có người yêu có vợ rồi nhưng vẫn để ý và thổ lộ tình cảm với con ạ thời điểm con biết đến chính pháp cũng là lúc con mệt mỏi và mất niềm tin vào tình yêu cuộc sống và chính bản thân mình lúc đó con vừa chia tay người yêu cũ một thời gian người mà con đã tin tưởng và yêu thương hết lòng bản thân con gặp anh cũng vào lúc mà con quá mệt mỏi với những người mà trước đó con đã gặp phải con đã tin mình con đã tưởng mình đau khổ như vậy là đã đủ rồi đã đến lúc mình xứng đáng gặp được người tử tế, yêu thương mình thật lòng. Nhưng con đã lầm, lại một lần nữa con vỡ vụn. Thậm chí, sau khi chia tay, cảm thấy như bản thân không thể đau khổ thêm nữa, thì con vẫn tiếp tục gặp phải những người không chân thành, nghiêm túc, qua lại tán tỉnh con. Nghiệp của con chỉ dừng khi con bắt đầu bước vào tu tập. Từ đây, cuộc sống của con sang trang mới. Lúc bắt đầu tu tập, bản thân con vẫn còn rất nhớ người yêu cũ, nỗi nhớ và dây dứt hành hạ khiến con cảm thấy rất mệt mỏi, không thể tập trung vào công việc và cuộc sống. Điều vi diệu là càng tu tập, thân con, tâm con ngày càng chuyển hóa. Lần đầu tiên, con không cần phải nương tựa vào yếu tố bên ngoài, không cần phải nương tựa vào một điều gì đó. Đó là sự chuyển hóa chính từ nội tại bên trong con. Khi con được quy y, được nương vào Tam Bảo cùng sự chỉ dạy của cô chủ nhiệm và sự hướng dẫn của các đạo hữu, sự giáo dưỡng mà con nhận được như dòng sữa tưới tắm tâm hồn con, Nỗi nhớ và sự ám ảnh về người yêu cũ dần dần vơi đi trong lòng. Con cảm thấy như lấy lại được chính bản thân mình và sự tự tin trong cuộc sống. Con càng mạnh mẽ hơn, cắt đứt hết tất cả những mối quan hệ không mang lại lợi ích cho mình. Nhờ có tu tập, chuyển nghiệp mà cái xấu cũng không thể làm hại con nữa. Con nhớ khi ấy, khi có người đã có vợ, có con rồi vẫn tiếp cận con. Nhưng may mắn là người ấy đã nói ra sự thật ngay từ đầu. Tuy sau đó có tiếp tục hỏi han và níu kéo, nhưng con đã dứt khoát không trả lời nữa. Con tin rằng may mắn này cũng là nhờ nhân duyên tu tập, công đức tăng lên thì cái xấu không thể làm hại mình được nữa. Có tu tập và tăng trưởng trí tuệ, con biết ơn vô vàn những bài pháp của trên sư phụ và cô chủ nhiệm. Nhờ có những lời chỉ dạy đó mà trí tuệ của con tăng trưởng hàng ngày. Trong thời kỳ đầu chưa được tu bài số 8, con được đạo hữu hướng dẫn khai đàn tu tập chương trình Kính mừng Đức Phật Đản Sinh, chương trình bài số 4, chương trình An Cư Kiết Hạ con cũng đọc các bài chuyển nghiệp trên trang cảm nhận hạnh phúc mỗi ngày để tăng trưởng niềm tin với Tam Bảo. Con cũng tìm đọc hết tất cả các bài viết để về nghiệp cản trở trên đường tình duyên trên nhóm cảm nhận hạnh phúc mỗi ngày, nhóm những câu chuyện nhân quả, nhóm câu lạc bộ tình yêu hôn nhân gia đình và đặc biệt là kết hợp với tất cả những bài trạch pháp, những phần trả lời của cô chủ nhiệm, những câu hỏi tình huống về tình yêu, con ghi chép hết ra tất cả các nhân duyên về nghiệp khổ tình yêu. Từ đó con thành tâm sám hối tất cả những tội lỗi mà mình đã mắc phải ở kiếp này và có thể đã mắc trong những kiếp trước. Nhờ những phần quan chiếu về nhân quả của cô chủ nhiệm hướng dẫn, con giác ngộ ra rất nhiều. Đôi lúc con thấy rất xúc động khi được nghe những tư vấn và chỉ dạy về nhân quả trên từng nghiệp của cô. Con thấy vi diệu vô cùng bởi những quan chiếu vô cùng chính xác của cô khi con áp dụng những quan chiếu ấy để kiểm đếm tâm mình. Sau quá trình tu tập, con cũng đủ chi kiến để nhận ra và đánh giá được đâu mới là xứng đáng. Mở lòng tìm hiểu một người đáng tin cậy, có đạo đức như mong nguyện của con khi tu tập. Chính từ những tìm tòi về những câu chuyện chuyển nghiệp trên thân bệnh, cản trở đường tình duyên, con nhận thấy số lượng những bài viết này còn tương đối ít. Điều này thôi thúc con chia sẻ câu chuyện của mình. Con hy vọng những đạo hữu có duyên đọc được những bài viết này mà có những nghiệp khổ tương tự thì hãy cùng nhau tinh tấn tu tập chuyển hóa nghiệp. Con tin chắc chắn mọi người sẽ trở thành những người con có trí tuệ, mạnh mẽ, không còn phải phụ thuộc vào tình cảm, sống có lý trí, tự tin và tạo ra rất nhiều giá trị cho cuộc đời. Từ đây, con cũng xin gửi lời tri ân trên sư phụ cùng chư tăng ni chùa Ba Vàng và cô chủ nhiệm câu lạc bộ Cúc Vàng, con cũng xin được gửi lời cảm ơn chân thành đến quý đạo hữu đã nhiệt tình hỗ trợ cho con tu tập con mong tam bảo mãi trụ thế ở thế gian là ruộng phước Điền cho chúng sinh tu tập vâng ạ xin đại chúng hãy dành một tràng pháo tay thật lớn để cùng chúc mừng uh, cho các bạn trẻ đã tinh tấn tu tập để chuyển hóa các nghiệp và chúng con xin được cung thỉnh trên sư phụ sẽ có đôi lời chỉ dạy cho đại chúng ạ các con được nghe những cái câu chuyện chuyển nghiệp ở đây là các bạn trẻ wow, trong câu lạc bộ tuổi trẻ chúng ta tu tập mà chúng ta nhận được những cái sự linh ứng nhiệm màu wow. từ chuyển uh, nghiệp bệnh cho đến cả chuyển cả về tâm à, tâm chúng ta cũng thế cái khổ từ nơi tâm cũng được chuyển à, khi chúng ta tu tập phật pháp mà đúng pháp thì cái khổ cái phiền não trong tâm chúng ta cũng được chuyển à, và thân bệnh cũng được chuyển đấy là những cái điều rất là chân thật thế cho nên chúng ta tin chắc phật pháp chính là là thuốc chữa thân và tâm bệnh cho chúng sinh à, cho nên đức phật mới được gọi là bậc vô thượng y vương đó. thế dân sư phụ rất là mong nhé tuổi trẻ được tiếp cận với phật pháp sớm chắc chắn là các con sẽ được lợi ích sớm nghe không? À, lợi ích sớm như vậy thì, thì tương lai của các con nó sẽ tốt đẹp hơn rất nhiều cho nên đến với phật pháp càng sớm bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu nghe không? sư phụ chúc cho tuổi trẻ các con trong câu lạc bộ tinh tấn học phật pháp ứng dụng phật pháp vào trong đời sống như các bạn vừa rồi rất là tin khi các con có đầy đủ lòng tin rồi thì cái công đức thế giới này mà được xây dựng bằng những điều thiện bằng những việc làm thiện thì chắc chắn thế giới này sẽ rất là tốt đẹp sẽ an vui vì nhân quả của thiện là an vui và nhân quả của ác là khổ đau chúng ta biết rất rõ là như vậy cho nên chúng ta phải phấn đấu phải hướng thiện là như vậy đấy để cho chúng ta bớt đi khổ đau à, bớt đi khổ đau Đấy. À, chúng ta phải hướng thiện là như vậy vì chúng ta thấy rất rõ ừ. tất cả những việc thiện nó đem đến cái quả an vui cho chúng ta còn việc ác thì đem đến cái quả khổ cho chúng ta cho nên chúng ta hiểu rõ biết rõ như vậy cho chúng ta phải sống hướng thiện hành thiện là như vậy Đấy. vậy thì cái việc thiện ấy, có thể tạm thời định nghĩa là gì đó là những cái việc làm mà nó đem lại lợi ích cho mình cho người trong hiện tại và tương lai đó. nó đem lại lợi ích phải đem lại lợi ích mà lợi ích này là cái gì lại phải mổ xẻ cái chữ lợi ích này ra cái lợi ích này là đó là gì nó phải lợi ích tấn hóa về thân tâm và thực sự nó phải đối với đạo phật chúng ta phải thêm vào nó hướng đến giác ngộ thì mới gọi là lợi ích và, đấy. Chứ còn chúng ta chỉ cho một người từ thiện cho người ăn cho no cho béo ra đấy rồi nằm ở đấy, ị ra đấy thôi. Thì có tác dụng gì đâu. Cũng cho người ta giúp cho người ta. Mà người ta cuối cùng người ta chỉ là ăn cho, cho béo thân thôi, không có một cái sự tiến hóa gì. Thì không có tốt gì cả. đại chúng, cho nên cũng cái việc từ thiện này chúng biết đấy. Từ thiện ấy, chúng ta nghĩ là tốt rồi, kể cả với tâm trong sáng đi. Nhưng mà cũng có thể từ việc cái từ thiện này mà lại khiến cho rất nhiều người trở thành những kẻ chây lười không chịu lao động đấy tối nay chùa mình là một đoàn phật tử đầu tiên đi ấn độ sang ấn độ sẽ thấy rất rất nhiều ở ấn độ hình thành một cái tầng lớp ăn mày ăn xin sinh ra trẻ con sinh ra là đã biết ngay là nghề của mình là ăn mày rồi họ chẳng nghĩ đến học hành chẳng nghĩ đến phân đấu vì vì sao vì bao nhiêu người các đoàn khách hành hương đến ấn độ đều có cái việc đi từ thiện bố thí hết họ sống bằng cái tiền từ thiện bố thí đấy nó trở thành một cái tầng lớp ăn mày thế là do cái việc chúng ta làm từ thiện lại khiến cho họ trở thành một tầng lớp ăn mày ăn bám xã hội không lo tự mình phấn đấu vươn lên thì đấy là chúng thấy như vậy chúng ta từ thiện như thế thì có đã trở thành thiện không nếu chúng ta không từ thiện cho những người đấy thì họ bắt buộc phải lao động họ phải học tập phải đi làm có khi họ lại trưởng thành tốt đẹp hơn còn bây giờ cứ biến họ trở thành những người ăn xin do chúng ta cho từ thiện đấy cái việc chúng ta từ thiện bão lũ phải không? cái việc nó, 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 nó đột xuất phải không? nó là trường hợp bất khả kháng thì không nói rất cần thiết à, thế còn bây giờ đấy sư phụ nói luôn ở ấn độ đấy là có một cái tầng lớp ăn xin ở các cái thánh tích đấy à, có thể đến hàng mấy trăm người có cái cả ngàn người cả một cái làng này chỉ để đi ăn xin thôi sinh con đẻ cháu là chỉ đi ăn xin thôi ruộng đồng họ bỏ hết đấy họ cũng không cấy hái gì cả ruộng rất nhiều nhưng mà không làm thì đi ăn xin nhanh hơn, được tiền hơn, biến họ trở thành những ăn xin. đấy thì chính từ cái việc chúng ta từ thiện lại biến họ thành như vậy. cho nên lại phải xét cho kỹ cái việc ấy như vậy có phải là thành thiện không? à cho nên việc thiện ấy là cái việc phải làm lợi ích cho người, cho mình, cho người hoặc nếu không cho mình thì lợi ích cho người và lợi ích cho số đông ở trong hiện tại rồi nhưng còn phải tính đến tương lai nữa. Tương lai họ phải được tốt đẹp, phải được tiến hóa. Vào. Họ phải được thăng tiến về mặt tâm thức và họ hướng đến giác ngộ, đối với đạo Phật mình là phải hướng đến giác ngộ thì mới gọi là thiện được. Em sư phụ nhớ cái câu chuyện trong kinh nói đấy, các vị tiên với vị trời trên kia là suốt ngày ăn chơi nhảy múa vào không? không chịu tu tập gì. Thế là các bồ tát bồ tát mới dùng lửa tam muội là đốt cháy cung điện của các vị trời cho các ông biết tay để các ông thấy là vô thường để từ đó lo tu đấy thế các bồ tát đi đốt nhà người ta như thế thì các bồ tát có ác không đấy. nghe bình thường là ác chứ đúng không ừ. thế nhưng mà lại giúp cho các vị thấy vô thường sợ và các vị lo tu đấy lại là thiện như vậy mình thấy lại là thiện chứ à đó đấy ừ. thế rồi tiền thân đức Phật Thích Ca của chúng ta trong một kiếp đi trên một chuyến một cái thuyền có 500 người và trong đó có một thằng tướng cướp. Thằng tướng cướp này hôm là nó sẽ quyết định nó giết tất cả những người trên thuyền để nó cướp của cải. Thế thì lúc ấy Bồ Tát ấy là tiền thân đức Phật đã ra tay và giết thằng tướng cướp đó để cứu 500 người. Đó. Thế thì cái việc giết thằng tướng cướp đấy có ác không? Đó, để cứu được 500 người kia à, Thì chúng ta lại thấy Cái việc đó vẫn lại là thiện đó, Có thể Hại một người mà có thể cứu được Cả ngàn người, số đông Chấp nhận như thế Và chính đây là là gương của Bồ Tát Trong tiền kiếp đấy Đấy cho nên thưa đại chúng Quả thật ý, để phân định được thiện ác Quả thật không phải là đơn giản Cho nên chúng ta phải lấy cái tiêu chuẩn Về thời gian là phải trong hiện tại Và tương lai À, nếu hiện tại không an vui nhưng mà tương lai an vui khiến cho người đó đạt được an vui, được lợi ích tiến hóa, được cái sự giác ngộ thì đấy cũng vẫn là thiện. Có thể hiện tại ví dụ bây giờ là bố đánh con, hiện tại là không vui tí nào hết đấy, bố cũng không vui, con cũng không vui, con từ hôm bố bố đánh là cũng bực bố đấy, giận bố đấy, nhưng mà sợ là phải học, rồi tương lai nó thi đỗ đại học, nó nó ra được có công ăn việc làm, đấy lúc ấy là an vui thì đấy là thiện phải không? đấy là thiện ừ, đó. không phải là ác. thế cho nên chúng ta tính đến thiện là phải tính đến cả tương lai không chỉ nhìn cái trước mắt yeah. bây giờ chúng ta cho một cái anh nghiện cho tiền anh nghiện để anh hút thuốc phiện thì chúng ta nghĩ lúc cho chúng ta nghĩ là thiện nó giúp một cái người nó đang vật vã thế này phải không? là thiện thế nhưng mà tương lai nó khi nó hết cơn nghiện một cái là xong lại đi nó, nó giết người nó trộm cắp thì đấy chúng ta lại đang là tiếp tay cho việc ác có phải không? đó tiếp tay cho việc ác đấy thì cái việc ấy lại không phải là thiện không phải là thiện tại chúng thấy không quả thật là phức tạp thế cho nên để xét là một cái cái việc làm là thiện hay không đó. thứ nhất ý, là cái người làm đó ở động cơ trong tâm là phải không tham không sân không si việc làm ấy phải đem lại lợi ích à, hoặc cho mình hoặc là cho người nếu không cho mình thì phải được cho người có thể mình thiệt thòi nhưng được lợi ích cho người trong hiện tại hoặc là trong tương lai tương lai nếu tương lai người đó được lợi ích được tiến hóa được giác ngộ thì cái việc đó vẫn được xếp là thiện còn trái lại chúng ta làm việc với tâm sân si tham sân si đem lại cái sự đau khổ cho người ngay hiện tại và cả tương lai thì đấy là việc ác đấy thì đại chúng thấy nếu mà căn cứ cái tiêu chuẩn này thì chúng ta thấy không phải dễ để mà chúng ta phân định được thiện ác đâu nếu việc chúng ta làm mà để cho chúng ta bị thối đọa không được lợi ích cho mình chính mình ấy, thì mình cũng là đang làm việc ác đấy đó. nếu chúng ta tự đi chơi bời hút trích cờ bạc, Đấy là tự làm cho mình mình chưa làm hại ai nhưng mà làm cho mình bị thối đọa, sa đọa đi, đấy cũng là ác, đó. đấy cũng là ác đấy, chưa tổn hại ai, đó. mình tự mình hút thuốc phiện không tổn hại ai thì tổn hại mình thôi, làm cho mình thối đọa thì cũng là việc ác, đó, đó. thì như vậy đại chúng thấy hai cái chữ thiện ác khó, không rất là khó, đó. nó phụ thuộc vào rất nhiều vấn đề. Đấy, nhá, cả không gian, cả thời gian, đối tượng, chủ nhân và đối tượng. Cân đi tính lại mới phân ra được cái chữ thiện, chữ ác. Nó rất là khó. Đấy nhá, thì đây Thầy đang nói về cái chữ thiện ác này để chúng ta hiểu. Ở đây Đức Phật nói về 10 cái việc thiện, gọi là thập thiện. Nghe không? Thập thiện nghiệp đạo thì nghiệp là gì? Nghiệp tức là những hành vi của chúng ta mà có tác ý à, tất cả các việc làm của chúng ta mà có chủ ý có tác ý gọi là nghiệp đấy và mình nghĩ mình nói và mình hành động có chủ ý gọi là nghiệp và tạo tác đấy gọi là đang tạo nghiệp đấy đó đạo là gì nghiệp đạo đạo là nguyên lý là con đường à, đạo chính là con đường là nguyên lý một cái nguyên lý nó cũng giống như là một cái quy luật đó. đấy gọi là đạo, đấy. đấy Phật thuyết thập thiện nghiệp đạo kinh à, kinh thì lấy thầy nói rồi đấy. để chúng ta hiểu. Vậy như vậy đó là tên của cái bài kinh này nha thầy đã giải thích để đại chúng hiểu Phật thuyết thập thiện nghiệp đạo kinh đấy tức là Đức Phật nói bài kinh về 10 cái điều điều thiện con đường của mười điều thiện. Tiếp theo, về người dịch cái bài kinh này, Ở trong văn kinh ghi là đời nhà đường, Ngài Thiệt Xoa Nan Đà, nước Vu Điền, dịch văn phạm ra văn Trung Hoa. Đấy, như vậy, á, dịch giả của bài kinh này chính là Ngài Vu Điền Tam Tạng Pháp Sư Thật Xoa Nan Đà. Đó. Vu Điền tức là cái địa danh hiện nay nó thuộc cái khu tự trị Tân Cương. Đó, à, tam tạng pháp sư tức là một vị cao tăng mà tinh thông cả kinh luật luận gọi là tam tạng pháp sư yeah. à, ngài thật xoan an đà dịch ra nghĩa chữ hán gọi là học hỷ à, học hỷ nghĩa là hoan hỷ với việc học tập Đó. thế thì ngài thật xoan an đà là cái người mà cũng đã dịch rất nhiều kinh điển từ tiếng phạn từ chữ phạn ra ra chữ chữ hán theo ghi chép của khai nguyên lục đó, thì ngài đã dịch ra 19 cái bộ kinh gồm 107 quyển đó là một cái đóng góp rất to lớn cho việc hoàng dương phật pháp ở trung quốc ngài phật sao Đa đà là cái người dịch cái bộ kinh thập thiện này sang chữ hán và từ chữ hán dịch ra tiếng việt thì cũng có rất nhiều các vị tôn túc dịch ra dịch ra tiếng việt cho chúng ta ở đây thì sư phụ sẽ lấy cái bản kinh dịch của hòa thượng thích thanh từ Nhá, dịch từ chữ hán ra chữ việt để sư phụ giảng giải cho cho câu lạc bộ các con. Ừ. thì trước khi vào nội dung văn kinh thì sư phụ cũng chia sẻ với tất cả các con về những cái điều cần thiết để chúng ta có thể thâm nhập được vào cái bài kinh thập thiện này và nghe thập thiện có vẻ đơn giản nhưng mà để thâm nhập được bài kinh này thì cũng không phải dễ và mà chúng ta cần thiết phải phải tin và hiểu nắm được những cái điều căn bản như sau. thứ nhất ý là gì? chúng ta phải tin hiểu rõ về nhân quả của cuộc đời. Đấy, người muốn học kinh thập thiện thì là người phải, phải tin chắc về nhân quả. Chứ không tin nhân quả thì học thập thiện.